Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này cách đây 75 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với những giá trị cốt lõi về quyền dân tộc và quyền con người, bản tuyên ngôn độc lập là sự kết tinh cao cả, những giá trị nhân văn của nhân loại, có sức sống mạnh mẽ, vẹn nguyên ý nghĩa thời sự. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tuyên ngôn độc lập phản ánh đầy đủ nhất, sâu sắc nhất quan điểm triết học, quan điểm chính trị và cả quan điểm nhân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó chứa đựng cả những giá trị văn minh nhân loại, những lẽ phải không ai chối cãi được về quyền con người, quyền dân tộc. Và để đi đến những lẽ phải này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều thử thách, hoạt động cách mạng gian khổ. Đó cũng là sự kết tinh từ tinh thần yêu nước, thương nòi của dân tộc Việt Nam trong hàng ngàn năm lịch sử, cùng với sự tiếp thu những văn minh tinh túy của nhân loại, được thấm sâu trong trái tim yêu nước của Bác. Với 1.120 chữ được diễn đạt trong 49 câu, tuyên ngôn là một cái văn kiện chứa đựng rất nhiều những cái giá trị quý báu của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, là một văn kiện có giá trị lịch sử thời đại, bởi vì nó đã đánh dấu một bước tiến lớn của nhân loại trong hành trình đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đế quốc, giải phóng dân tộc, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền con người và quyền dân tộc có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Dân tộc độc lập là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thực hiện quyền con người. Và ngược lại, thực hiện tốt quyền con người chính là phát huy những giá trị cao cả và ý nghĩa thực sự của độc lập dân tộc. Trong phần sau của bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh quyền dân tộc bình đẳng mà mỗi người dân Việt Nam có quyền được hưởng như một sự thật hiển nhiên. Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945 thì người có dẫn ý hai cái bản tuyên ngôn, đó là bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776 và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1791. Cái tính sáng tạo trong cái tiếp cận về quyền con người của người á, người đặt cái quyền con người trong cái quyền dân tộc, và từ quyền con người, người khẳng định quyền dân tộc. Đây là một thể hiện một cái sự thống nhất trong cái mối quan hệ biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc. Và trong cái kết thúc của cái bản tuyên ngôn độc lập thì người lại một lần nữa lại khẳng định và thể hiện cái sự quyết tâm của dân tộc Việt Nam là quyết tâm bảo vệ cái quyền độc lập và cái quyền con người đó. Kết tinh của tinh thần, ý chí và khát vọng độc lập, tự do, kiên trì đấu tranh cho độc lập tự do của nhân dân Việt Nam, tuyên ngôn độc lập năm 1945 đã khẳng định quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Đó còn là ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc. Đối với dân tộc Việt Nam, tuyên ngôn độc lập là biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của sự đoàn kết, nhất trí, triệu người như một dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hội tụ ở chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. 75 năm qua, tuyên ngôn độc lập đã đi vào lịch sử thế giới, lịch sử dân tộc Việt Nam như là một trang sử vàng chói lọi với ý nghĩa giáo dục to lớn đối với nhiều thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. 75 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản tuyên ngôn độc lập về quyền con người, quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập tự do vẫn vẹn nguyên tính thực sự. Mỗi người dân Việt Nam lại càng thấm thía hơn về giá trị của độc lập tự do mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện.